đều có thể thay đổi được vận mệnh của mình, thay đổi số phận của mình theo bất cứ cách nào bạn muốn. Thậm chí trong cái nguyên tắc từ hành vi đến thói quen đến tính cách đến số phận con người, bạn hãy thử phân tích số phận của những con người nào mà bạn ngưỡng mộ trong cuộc đời, Bác Hồ này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta này, hay những con người mà bạn từng ngưỡng mộ trong cuộc đời, họ có tính cách gì? Chẳng hạn như Bill Gates, chẳng hạn có tính cách gì? Bạn muốn trở thành con người đó, hãy học hỏi tính cách đó để có số phận giống như họ. Có thể thậm chí chúng ta không được bằng như họ, thì bạn gần bằng họ cũng đã quá sức thành công trong cuộc đời này. Cho nên bạn có thể dựa vào công thức đó biến cải cái định mệnh cuộc đời của mình theo cách nào bạn muốn. Dĩ nhiên chúng ta không cần phải đi hát opera như là Paul mới gọi là thành công. Chúng ta có thể hát cái bài hát của riêng mình, và bài hát của riêng mình đó chính là bài hát của Bệnh viện Quốc tế Phúc Hạnh Khang của chúng ta. Đó là bài hát chúng ta có thể cùng nhau hát và thay đổi số phận của mình, thay đổi cái bộ mặt y tế của Việt Nam chúng ta thành một bộ mặt hoàn toàn mới, chính nhờ công sức của tất cả anh em chúng ta tạo nên được sự khác biệt đó. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe lại những cái nốt nhạc cuối của cô thì mong ngân lên, và khi mà họ vỗ tay hoan hô cô, chúng ta hãy dành cho cô một tràng pháo tay thật to và thật dài một lần nữa nhé. Tôi mong các bạn hãy dành cho cô tràng pháo tay đó để